Xin chào bác xem kênh Hải Phòng RV. Thì dạo gần đây có rất nhiều bác đang hỏi so sánh về cái mẫu TV của LG, của Samsung và của Sony. Đây là ba cái hãng đang dẫn đầu trên thị trường về TV. Và các bác tìm mua TV thì đều phân vân giữa ba hãng này. Thì hôm nay em sẽ làm một cái video để phân tích so sánh cho các bác. Nếu như các bác trong khoảng giá tầm hơn 15 triệu thì các bác nên mua TV của hãng gì, LG, Sony hay là Samsung. Và trong video thì em sẽ phân tích các cái điểm giống nhau, khác nhau, phân tích từ đặc điểm về thiết kế bên ngoài cho đến các cái tính năng bên trong để các bác dễ dàng so sánh. Thì sau đây thì em sẽ bắt đầu vào video. Thì đầu tiên cái mẫu TV, dòng TV mà tầm hơn 15 triệu 65 inch của ba hãng thì em sẽ lấy các mẫu TV như sau. TV LG thì sẽ là con 65UQ8050 PSB. Đây là mẫu của LG mẫu mới trong năm 2022. Và dòng TV của Sony thì sẽ là mẫu 65X75K. Một dòng nữa của Samsung sẽ là mẫu 65BU8000. Vì sao em lấy ba mẫu này? Thì ba mẫu này đang là ba cái mẫu mà có giá tiền tương đương với nhau, gần giống nhau, trong khoảng giá trên 15 triệu, nhỉnh 15 triệu một chút thì các bác có thể mua được ba mẫu này hiện tại đang bán bên em. Thì em sẽ so sánh ba mẫu này để các bác tham khảo. Đầu tiên thì về cái mẫu TV LG như em đang quay trên màn hình cho bác xem, 65UQ8050PSB, đây là dòng mới của LG. Về thiết kế bên ngoài của mẫu TV LG này, các bác có thể nhìn thấy ngay ở trên video em đang quay. Thiết kế thì cái viền của mẫu TV LG ấy, thì viền nó sẽ là viền hơi dày một chút. Không phải là viền quá mỏng, cũng không phải viền quá dày. Các bác nhớ, thiết kế này của LG thì nó sẽ tạo nên được cái sự chắc chắn. Các bác sờ vào viền, mặc dù là viền nhựa nhưng mà sờ vào cũng rất là chắc chắn. Chân đế thì thiết kế hai bên. Chân đế sẽ bằng kim loại ở trong và nhựa ở ngoài. Chân đế hình chữ V úp ngược, thiết kế ở hai bên như này. Đây là viền của TV. Về các cổng kết nối đằng sau của TV, đây em sẽ quay trực tiếp cho các bác. Cái cổng kết nối đằng sau của TV LG ấy, thì nó sẽ hơi ít so với cả Sony các bác nhé. Ở TV LG thì ở đây các bác sẽ có cổng, một cổng USB này, hai cổng HDMI này. Đây là hai cổng anten. Bên này thì sẽ có thêm một cổng mạng, một cổng USB và một cổng HDMI, cộng thêm một cổng optical. Như vậy là cái mẫu TV LG này thì sẽ có 3 cổng HDMI này, 2 cổng USB, 2 cổng anten, một cổng mạng và một cổng optical. Đấy là tất cả các cổng kết nối đằng sau của TV LG. Thì với cái mẫu TV LG ấy thì các cổng kết nối đấy thì nó tương đối là ít so với cả Sony. Nó sẽ không có cổng 3.5 giống như của Sony các bác nhá. Đây là về thiết kế bên ngoài. Đây các bác có thể nhìn lại một lần nữa này. Tiếp theo về cái tính năng ở bên trong. Về cái màn hình thì cái mẫu TV của LG này, màn hình sẽ là độ phân giải 4K, tần số quét sẽ là 60Hz. Và cái tấm nền thì tấm nền IPS. Cái tấm nền IPS của LG thì nó sẽ cho cái góc nhìn rộng hơn, góc nhìn rộng khoảng 178 độ. Các bác có thể nhìn này, các bác nhìn trực tiếp vào TV hoặc là nhìn chéo thì cái màu sắc của TV nó cũng sẽ không bị thay đổi quá nhiều. Nhưng về độ sáng, độ đen của màn hình thì cái tấm nền IPS nó sẽ không đẹp bằng cái TV của Samsung hay Sony. Cái ưu điểm của dòng TV mà sử dụng tấm nền IPS ấy, thì cái tấm nền nó sẽ bền hơn. Ở trên thị trường nên sẽ có hai loại tấm nền hiện tại đang được sử dụng nhiều nhất, đó là tấm nền IPS và tấm nền VA. Thì cái mẫu TV của LG này sử dụng tấm nền IPS, còn dòng TV của Sony và Samsung, hai cái mẫu em sắp quay thì sẽ là tấm nền VA. Thì cái ưu điểm của tấm nền IPS ở dòng TV LG ấy thì nó sẽ cho góc nhìn rộng này, các bác nhìn góc nhìn rộng này. Thứ hai đó là cái độ bền của tấm nền IPS thì được đánh giá sẽ cao hơn so với tấm nền VA. Cái màu sắc của nó thì cũng sẽ đẹp hơn so với tấm nền VA. Nhưng cái màu đen
Cái nhược điểm của nó thì sẽ là cái màu đen thì sẽ không được đen sâu, không được đen hẳn giống như tấm nền VA. Cái độ tương phản nó sẽ không cao. Cho nên là các bác nhìn cái mẫu TV của LG, cái màn hình ấy, lúc nào nó cũng sẽ có hơi mờ mờ, hơi đen đen, chứ nó không được sáng, trong sáng như cái mẫu TV của Sony và Samsung. Theo ý kiến riêng của em ấy, thì góc nhìn rộng, dòng tấm nền IPS ấy, thường phù hợp cho những cái mẫu laptop, máy tính hay là màn hình máy tính hơn. Bởi vì các cái mẫu màn hình máy tính hay là mẫu laptop ấy, thì có cái góc nhìn rất là nhỏ. Vì bản chất cái màn hình nó nhỏ, cho nên là góc nhìn nhỏ. Như vậy thì cần cái tấm nền IPS để nó mở rộng góc nhìn hơn. Còn với các mẫu TV thì các bác có để ý là cái mẫu TV thì màn hình rất là lớn, size to. Ví dụ như size 65 inch này, các bác ngồi từ khoảng tầm 3m, 3m rưỡi vẫn xem bình thường. Và khi mà cái màn hình size càng to thì cái mở góc ra càng rộng. Như vậy thì với cái góc nhìn IPS mà góc nhìn rộng ấy, nó cũng không quá hiệu quả trên cái mẫu TV các bác nhá. Nó chỉ hiệu quả ở màn hình của điện thoại, màn hình của máy tính hoặc là màn hình máy tính cây. Thì những cái mẫu đấy thì nó có cái size nhỏ, cho nên là cần góc nhìn rộng nhiều hơn. Còn cái mẫu TV bản thân nó đã size rất là to rồi, cho nên là cái mở góc nhìn của TV nó cũng sẽ rộng hơn rất là nhiều so với các cái mẫu thiết bị khác. Vì vậy cái ưu điểm của dòng màn hình IPS trên cái mẫu TV LG ấy, thì nó không quá nổi trội các bác nhé. Các bác cứ hình dung cho em đấy là khi mà sử dụng TV ấy, các bác cũng không bao giờ ngồi chéo quá đâu, hoặc ngồi chéo quá nhiều. Thường thì mình sẽ kê thẳng TV, thẳng vuông góc mình xem, chứ cũng chả có ai xem chéo nhiều quá. Hoặc là nếu như các bác ngồi xem hơi chéo một chút thì cái mẫu TV màn hình rộng nó cũng sẽ không ảnh hưởng quá nhiều đến màu sắc của màn hình. Tiếp theo đó là cái tính năng thứ hai là độ bền của TV LG. Thì về độ bền của TV LG, nó có độ bền cái màn hình IPS nó sẽ cao hơn dòng VA. Thì càng bền thì càng tốt, nhưng mà bền ở đây có nghĩa là không phải là không hỏng, mà là bền đây thì có tuổi thọ nó sẽ cao hơn. Còn cái xác suất hỏng thì nó vẫn như nhau các bác nhá. Hãng nào cũng sẽ có một cái xác suất hỏng nhất định, và gần như là không ai đoán trước được cái mẫu TV nào bền nhất và mẫu TV nào mà có tuổi thọ cao nhất. Chỉ có cái tính năng được đánh giá là cao hơn, còn về thực tế sử dụng ấy, thì cũng không ai biết, vì nó có xác suất lỗi nhất định tùy từng hãng, và không ai biết được, không người bán nào có thể khẳng định được cái mẫu TV này 100% là không hỏng. Thế cho nên là cái đấy cũng hơi mông lung các bác nhá. Tiếp theo thì sẽ vào trong cái phần của TV, vào trong phần giao diện. Đây em sẽ vào giao diện cho bác xem. Mẫu TV 65UQ8050 này thì cái tính năng của nó ấy, màn hình độ phân giải 4K này, tần số quét là 60Hz. Và cái màn hình giao diện của nó thì sẽ là WebOS 6.0, giao diện mới của năm 2022. Các bác có thể nhìn thấy này, ba cái giao diện mới của TV, tí em sẽ quay lần lượt đấy, thì ba cái giao diện mới của các mẫu TV bây giờ. Các mẫu TV năm 2022 thì nó gần như đều có một điểm tương đồng. Đó là các cái ứng dụng thì sẽ đều được show hết lên trên màn hình, và nó sẽ nhìn hiển thị trực quan hơn, dễ dùng hơn. Các ứng dụng nó sẽ thường ở trên, sau đó thì các bác kéo xuống dưới. Khi mà kéo xuống dưới thì ở dưới nó sẽ có các cái nội dung của các ứng dụng được show ra, được gợi ý lên trên màn hình. Thì đây là đặc điểm chung của các cái mẫu TV trong năm 2022. Mặc dù là ba mẫu này thì nó sử dụng hệ điều hành khác nhau các bác nhá. LG thì sẽ là WebOS 6.0. Sony thì sẽ là Android 11, còn Samsung thì sẽ là Tizen. Ba hệ điều hành của ba hãng khác nhau, nhưng mà cái điểm chung đó là cái giao diện của nó thì gần như là tương đồng. Còn các ứng dụng ở trong thì nó sẽ có một chút sự thay đổi khác nhau. Các ứng dụng này thì mỗi hãng nó sẽ có phát triển ứng dụng riêng, còn những cái ứng dụng mà chung ấy, các ứng dụng mà nổi bật bây giờ để xem truyền hình, xem giải trí thì đều có như nhau. Như là Netflix này, FPT này, MyTV, Vion này, TV 360 này, YouTube này. Thì gần như các cái mẫu TV bây giờ, mẫu nào cũng sẽ có giống nhau các bác nhá. Dòng TV của LG này, nó sẽ có thêm đặc điểm cái điều khiển chuột bay. Có tìm kiếm giọng nói bằng tiếng Việt và điều khiển chuột bay. Đây là đặc điểm riêng của dòng TV LG. Các bác nào mà thích điều khiển chuột bay thì các bác chỉ lấy LG thôi, bởi vì LG nó sẽ có điều khiển chuột bay.
Còn Sony và Samsung thì sẽ không có điều khiển này. Màn hình. Về cái mặt kết nối với các thiết bị khác như điện thoại thì ba dòng đều kết nối được các bác nhá. Nó sẽ có cái AirPlay này để các bác có thể kết nối sang iPhone rất là dễ. Các bác bật vào đây, kết nối sang iPhone cực kỳ dễ đối với cả thiết bị điện thoại di động cầm tay. Hoặc là các bác sử dụng các cái mẫu điện thoại Android như là Samsung hay điện thoại LG hay điện thoại bất kỳ điện thoại sử dụng Android thì cũng đều có thể kết nối được với các mẫu TV. Tiếp theo nói thêm một chút về cái thông số kỹ thuật của dòng TV này. Thì mẫu TV mới của năm 2022, dòng 65UQ8050 này, nó vẫn được trang bị chip là chip Alpha 5 Gen 5 AI Processor 4K và nó sẽ có công nghệ ThinQ AI WebOS. Đây, công nghệ màn hình Ryu 4K, dòng UQ80 UHD AI ThinQ của LG. Đầy đủ hết tính năng. Như vậy tổng kết đánh giá TV LG này thì cái màn hình của nó về độ đẹp thì cái màu sắc của nó cũng rất là đẹp. Nhưng về cái độ hiển thị tương phản thì nó sẽ không bằng Sony và Samsung. Về cái độ tương phản màu đen sâu thẳm thì nó sẽ không bằng của Sony và Samsung. Còn về độ bền thì theo đánh giá màn hình IPS nó sẽ có độ bền hơn so với cả Sony và Samsung khi mà sử dụng tấm nền VA. Và nó sẽ có thêm đặc điểm đó là cái điều khiển Magic Remote điều khiển chuột bay. Đấy là cái đặc điểm riêng của dòng LG. Và cuối cùng thì nói về giá của mẫu TV này. Mẫu 65UQ8050 PSB hiện tại đang bán bên em. Giá chưa hết quà sẽ là 15.620.000 các bác nhá. 15.620. Và cái mẫu này sẽ là giá cao nhất trong 3 mẫu em sẽ giới thiệu bác. Tiếp theo em sẽ chuyển sang Sony. Sony mẫu 65X75K. Đây, 65X75K của Sony. Với mẫu Sony 65X75K này, hiện tại giá bên em đang bán là 15.220.000. Giá rẻ hơn so với cả mẫu LG kia, rơi vào khoảng 400.000. Nhưng về thiết kế bên ngoài của Sony thì em đánh giá sẽ xấu hơn. Thiết kế bên ngoài của dòng 65X75K này, cái viền nó rất là dày. Viền dày. Đây, viền dày 4 cạnh. Thiết kế bên ngoài nó sẽ xấu hơn so với cả dòng LG. Nhưng mà cái cổng kết nối đằng sau của TV nó sẽ đầy đủ hơn các bạn nhé. Cổng kết nối đằng sau của TV Sony. Đây em sẽ quay cho các bác. Đặc điểm của dòng Sony này thì nó sẽ có nhiều cổng kết nối hơn. Hai cổng USB đây này, ba cổng HDMI này, một cổng AV3.5 cắm ra loa, một cổng anten. Bên này thì nó sẽ có thêm rắc AV cắm ra đầu hay âm ly, một cổng mạng LAN và một cổng optical. Như vậy thì cái cổng kết nối ra các thiết bị khác của Sony nó sẽ nhiều hơn TV LG các bác nhá. Còn về màn hình thì màn hình của dòng Sony này thì nó sẽ là sử dụng tấm nền VA, cho nên là cái độ hiển thị màu sắc đen nó sẽ đen hơn, sâu hơn so với cả LG. Và cái độ tương phản nó cao hơn so với cả TV LG. Màn hình nó sẽ sáng hơn, màu đen nó sâu hơn. Thì khi mà hiển thị hình ảnh nó sẽ đẹp hơn so với cả mẫu LG. Nhưng nói về độ bền của tấm nền VA thì cái độ bền nó sẽ không thể bằng độ bền của dòng IPS của LG được. Nhưng đổi lại thì em cũng đã nói với các bác ấy, thì cái độ bền của TV thì nó cũng không hẳn phụ thuộc vào cái tấm nền. Và cũng không ai biết được cái độ bền của TV nó là bao nhiêu. Cho nên là cũng không ai tư vấn cái độ bền cả, chỉ đánh giá trên lý thuyết thôi. Về tính năng của TV Sony thì các bác cũng có thể nhìn thấy như em đang vào cái giao diện chính ấy. Thì các cái ứng dụng sẽ ở trên, sau đó thì các cái video được đề xuất ở dưới trong ứng dụng đó.
Thì cái giao diện này gần như là giao diện chính của các mẫu TV trong năm 2022. Nhưng với dòng Sony này thì cái giao diện nó nhìn có vẻ là bắt mắt hơn và nhìn nó đơn giản hơn, dễ dùng hơn. Các bác có thể thấy trên cái giao diện của TV Sony này thì nó sẽ không có quá nhiều chữ và các cái logo hay là cái ứng dụng thì nó sẽ to hơn, kích thước to hơn, dễ nhìn hơn, dễ sử dụng hơn. Dòng TV của Sony này nó cũng sẽ có tìm kiếm giọng nói bằng tiếng Việt qua điều khiển. Cái điều khiển của nó thì sử dụng pin bình thường. Cái dòng điều khiển của TV Sony mẫu này nó sẽ không có quá nhiều đặc biệt các bác nhé. Nếu như bác nên dòng X80K thì nó còn có thêm điều khiển giọng nói rảnh tay. Nhưng dòng 75K thì sẽ không có điều khiển giọng nói rảnh tay mà chỉ có tìm kiếm giọng nói qua điều khiển thôi. Cho nên là cái điều khiển là một cái điểm trừ của dòng Sony này. Nó cũng không có gì đặc biệt. Tìm kiếm giọng nói bằng tiếng Việt thì mẫu nào cũng có. Đây các ứng dụng. Và cũng một điểm nổi bật hơn ở dòng TV Sony này là cái ứng dụng. Ứng dụng của nó thì sẽ cài được VTG Go do nó sử dụng cái hệ điều hành là Android 11. Còn các cái mẫu TV của LG và mẫu TV của Samsung thì sẽ không cài được VTG Go. Các bác muốn xem bóng đá hay muốn xem các VTV thì các bác phải sử dụng các ứng dụng khác. Các ứng dụng khác thì thường sẽ là ứng dụng mất phí hoặc là ứng dụng đăng ký được khoảng vài tháng miễn phí sau đó thì lại hết. Trong khi đó thì cái ứng dụng VTG Go thì các bác không phải đăng ký mà các bác xem được luôn. Còn những cái ứng dụng khác thì gần như là đều giống nhau, TV nào cũng có. Thì đánh giá về cái mẫu TV của Sony này thì 65X75K thiết kế bên ngoài thì sẽ xấu hơn dòng LG. Nhưng bù lại thì giá tiền nó sẽ rẻ hơn 400.000, có đầy đủ hết tính năng. Và cái hệ điều hành của TV Sony Android là một lợi thế. Hệ điều hành Android lúc nào cũng đánh giá được cao hơn so với webOS và Tizen các bạn nhé. Bởi vì hệ điều hành dễ dùng nhất và nó có nhiều ứng dụng thông dụng nhất hiện nay là Android. Màn hình của nó thì về cái độ tương phản màu sắc, độ tương phản đen và trắng thì nó sẽ cao hơn so với cả màn hình của LG. Giá thành thì rẻ hơn 400 so với cả dòng TV LG. Đây là dòng 65X75K này, 15.220.000. Thì sau đây em sẽ chuyển ra mẫu TV cuối cùng là mẫu TV Samsung 65BU8000 để cùng các bác đánh giá. Đây, trên màn hình em đang quay là con 65BU8000 của Samsung. Giá thành của mẫu 65BU8000 này hiện tại nếu mà bán trừ hết quà bên em sẽ là 15.140.000. Màn hình 4K, tần số quét là 60Hz. Các thông số thì cũng sẽ tương đương với dòng LG và Sony vừa rồi. Đặc điểm của dòng màn hình TV Samsung thì cái màu sắc nó sẽ tươi sáng hơn. Sử dụng tấm nền VA cho nên là cái hình ảnh cái độ tương phản màu đen nó sẽ cao hơn so với cả LG và màu sắc nó cũng sẽ sáng hơn. Thế em sẽ vào cái giao diện của TV để các bác có thể tham khảo. Về thiết kế của dòng TV Samsung này thì vì để trên cao cho em cũng không sẽ quay được rõ. Nhưng mà với cái mẫu TV Samsung thì cái màn hình có độ mỏng rất là mỏng. Màn hình thì thiết kế theo dạng E-Slim cho nên là cực kỳ mỏng. Các cái viền của TV nó cũng sẽ thiết kế mỏng hơn so với cả Sony và LG. Đấy, viền cực kỳ mỏng. Và cái độ dày của TV thì với mẫu 65 inch này thiết kế theo dạng E-Slim thì nó sẽ tương đương với cả dòng 50 inch này. Em sẽ quay mẫu này để các bác nhìn cho rõ này. Đây. Với một mẫu BU8000 thì cái độ mỏng nó sẽ tương đương như này. Nếu bác đo ra thì rơi vào khoảng tầm 2 đến 3 phân thôi, cực kỳ mỏng. Thì đánh giá của em thì thiết kế bên ngoài của mẫu TV Samsung nó sẽ đẹp hơn. Kể cả khi các bác để ở trên kệ hoặc là treo tường thì cái vòng TV Samsung thiết kế nó cũng sẽ đẹp hơn. Màn hình thì thông số là 4K, tần số quét là 60Hz. Thì thông số nó cũng tương đương nhưng mà tấm nền VA cùng với cả Sony thì cái độ sáng, độ tương phản nó sẽ đẹp hơn dòng LG. Nhưng mà về độ bền thì theo đánh giá thì dòng IPS nó sẽ bền hơn. Màu sắc, hình ảnh màu sắc của IPS nó cũng sẽ đẹp hơn, nhiều màu hơn so với cả tấm nền VA. Nhưng mà cái
tính năng ở trong. Tính năng của dòng Samsung, đặc biệt là Samsung thì nó sẽ có thêm điều khiển sạc pin năng lượng mặt trời, điều khiển tìm kiếm giọng nói bằng tiếng Việt này và điều khiển sạc pin năng lượng mặt trời. Các bác sử dụng điều khiển của Samsung thì sẽ không cần phải thay pin ngoài và hết thì lại sạc, hoặc các bác úp xuống để sạc bằng năng lượng mặt trời thì các bác sẽ tiết kiệm được rất là nhiều tiền về thay pin. Còn dòng của LG thì nó sẽ là điều khiển chuột bay. Điều khiển chuột bay thì các bác vẫn phải sử dụng pin và các bác vẫn phải thay pin bình thường. Còn Sony thì sẽ không có tính năng gì đặc biệt về điều khiển mà chỉ điều khiển tìm kiếm giọng nói bình thường thôi. Không có chuột bay, cũng không có sạc pin. Một cái ưu điểm của điều khiển sạc pin của dòng Samsung ấy thì là nó sẽ kết nối bằng Bluetooth, và muốn chỉnh các cái ứng dụng, muốn điều khiển TV các bác không cần phải chỉ vào TV đâu nhé. Kết nối Bluetooth thì các bác đứng ở khoảng cách nhất định và các bác chỉ hướng nào cũng được. Các bác sử dụng điều khiển thì cái TV nó cũng sẽ nhận thao tác và không cần phải chỉ vào TV. Về giao diện của TV Samsung thì các bác cũng có thể thấy như em bảo ấy, thì cái giao diện đây là gần như giao diện chính của dòng TV trong năm 2022. Các cái ứng dụng thì nó sẽ sắp xếp ở trên, sau đó thì xuống dưới là các cái giao diện của các ứng dụng, các cái video được đề xuất trong ứng dụng thì nó sẽ show trên màn hình. Đấy. Thì với giao diện của dòng TV Samsung này thì nhìn nó cũng sẽ không rối mắt như là dòng LG. LG nó sẽ có nhiều mục hơn và nhiều chữ hơn thì các bạn nhìn nó sẽ khó hơn. Còn Samsung và Sony thì nhìn nó sẽ thiết kế nó đơn giản nhưng mà nó tiện hơn cho các bác sử dụng, dễ nhìn hơn. Về các ứng dụng trong TV thì nó sẽ có đầy đủ giống nhau nhé. Các ứng dụng như Netflix này, YouTube Vion này, Galaxy TV 360 thì đều có đủ. Tính năng nó cũng sẽ giống nhau. Giá thành của mẫu Samsung thì rẻ nhất trong 3 mẫu, 15.140.000. Giá rẻ nhất. Và cái tổng kết lại video đánh giá chung ấy thì để so sánh ba cái mẫu TV Samsung, LG và Sony thì bác nào mà muốn có cái mẫu TV màn hình IPS mà có độ bền cao thì các bác có thể lấy LG coi nhá. Nói là độ bền cao nhưng mà em cũng phải nói lại với các bác để cho bác hiểu rõ, thì cái độ bền của TV nó cũng không phụ thuộc vào quá cái màn hình. Nó không phải là cái màn hình IPS thì nó sẽ độ bền cao nhất. Nhưng theo đánh giá chung thì cái màn hình IPS nó sẽ bền hơn màn hình VA. Thì như vậy là nếu bác nào mà thích IPS góc nhìn rộng thì bác có thể lấy LG. Giá thành thì nó cao hơn một chút nhưng mà nó sẽ có thêm điều khiển chuột bay. Còn bác nào mà thích cái hình ảnh nó sáng, tươi sáng, độ tương phản nó cao thì các bác có thể chọn Samsung hoặc là Sony. Hai mẫu TV nó có cái tấm nền VA cho nên là cái độ tương phản rất là cao, màu đen nó sẽ sâu hơn. Thì độ tương phản càng cao thì cái hình ảnh ở trên TV các bác xem nó sẽ càng được sống động, càng được sắc nét hơn. Màn hình của LG thì nó sẽ hơi tối so với cả bình quân của TV. Và nhà các bác nào mà có cái phòng khách mà nó có ánh sáng cao ấy thì các bác nên sử dụng dòng Samsung hoặc là Sony. Thì cái màn hình nó sáng, nó độ tương phản cao thì các bác sẽ nhìn nó rõ hơn, đẹp hơn. Còn LG nó sẽ phù hợp hơn khi mà nhà bác nào mà có phòng, cái trong phòng độ ánh sáng nó thấp, không quá sáng thì cái màn hình LG xem nó sẽ đẹp nhất. Còn phòng có ánh sáng cao thì LG xem nó sẽ bị mờ. Đấy là cái nhược điểm của dòng LG. Giá tiền thì các mẫu TV nó cũng chênh lệch không quá nhiều. Samsung thì sẽ có thêm điều khiển sạc pin năng lượng mặt trời, tiết kiệm được tiền mua pin thay điều khiển. Đến đây thì chắc các bác cũng đã chọn cho mình được một cái mẫu TV mà mình thấy phù hợp nhất rồi. Thì cái video của em đến đây cũng xin kết thúc. Rất cảm ơn các bác đã xem hết video. Bác nào mà thấy video hay có ích thì cho em xin một đăng ký kênh để tiếp tục theo dõi và ủng hộ em ở những video sau. Xin chào và hẹn gặp lại các bác ở những video sau.